Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, giai nhân làng phim Việt, cuộc sống gia đình ở độ tuổi U70 khiến nhiều người tò mò. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh sinh năm 1954 tại Hà Nội là một diễn viên quen thuộc và nổi tiếng của Việt Nam. Sự nghiệp với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Bài Ca Ra Trận, bà nhanh chóng ghi được dấu ấn với khán giả từ thập niên 70. Năm 1975, nữ nghệ sĩ đã đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 với vai Cô Nết trong bộ phim Đến Hẹn Lại Lên. Ngoài ra, bà còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình Việt Nam nổi tiếng như Số Đỏ, Đông Dương, Bến Không Chồng, Chuyện Của Bao, Áo Lụa Hà Đông, Cô Dâu Vàng, Đừng Bắt Em Phải Quên và mới đây nhất là bộ phim truyền hình Hương Vị Tình Thân. Năm 1998, Như Quỳnh được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và năm 2007 được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nòi với bố mẹ là cặp đào kép nổi tiếng của cải lương Việt Nam, Tiêu Lan Kim Xuân. Bà tốt nghiệp ngành đào tạo diễn viên của trường sân khấu Việt Nam, nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội vào năm 1971. Hai năm sau đó, bà tham gia diễn xuất trong bộ phim cách mạng đầu tiên, đó là bộ phim Bài Ca Ra Trận của đạo diễn Trần Đắc. Với vai cô y tá Mai nhỏ nhẹ duyên dáng, Như Quỳnh đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả và cả những vị đạo diễn nổi tiếng thời bấy giờ. Tuy nhiên, phải đến khi thủ vai Cô Nết trong bộ phim cách mạng Đến Hẹn Lại Lên của đạo diễn Trần Vũ thì Như Quỳnh mới thực sự tỏa sáng. Trong vai cô gái lớn lên ở vùng quan họ Bắc Ninh, diễn xuất của Như Quỳnh làm toát lên tính cách cứng cỏi, tâm hồn trong sáng của cô Nết. Vai diễn này đã cho thấy Như Quỳnh là một diễn viên làm chủ tình huống và tâm lý rất xuất sắc. Với vai này, Như Quỳnh đã đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 vào năm 1975. So với những đóa hồng dòng phim cách mạng cùng thế hệ như nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan, diễn viên Thúy An, nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, thì nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh là người có sự nghiệp diễn xuất bền bỉ nhất. Sau Đến Hẹn Lại Lên, Như Quỳnh vẫn tiếp tục đóng phim đều đặn trong những thập niên liên tiếp và cho đến tận bây giờ vẫn giữ được niềm đam mê với điện ảnh không ngừng nghỉ. Trong những năm đất nước đổi mới, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn miệt mài đóng phim hoạt động nghệ thuật. Bà từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình như Ngày Lễ Thánh, Mối Tình Đầu, Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ, Hy Vọng Cuối Cùng, Số Đỏ, Gánh Hàng Hoa, Đông Dương, Mùa Đu Đủ Xanh, Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng, Bến Không Chồng, Những Cô Gái Chân Dài, Chuyện Của Bao, Áo Lụa Hà Đông cùng nhiều bộ phim khác. Nữ diễn viên được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1988 và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007. Cuối năm 2007, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã giành giải thưởng diễn viên nước ngoài xuất sắc tại Hàn Quốc do đài truyền hình SBS trao tặng với vai diễn bà mẹ trong bộ phim Cô Dâu Vàng. Tính đến nay, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã có cho mình một gia tài đồ sộ về phim ảnh, không chỉ nổi tiếng với các vai diễn chính, vai phụ ở trong nước mà bà còn nhận được những lời mời đóng nhiều bộ phim truyền hình, phim chiếu rạp và nhiều dự án phim của các đạo diễn nước ngoài. Bà từng tham gia nhiều tác phẩm của các đạo diễn nước ngoài, trong đó phải kể đến một số bộ phim nổi tiếng như Đông Dương vào năm 1992 của đạo diễn Ragis Warnier, hay bộ phim Sài Gòn Nhật Thực của đạo diễn Otalo Khánh và bộ phim Cô Dâu Vàng hợp tác giữa đài truyền hình SBS Hàn Quốc và công ty truyền thông Trí Việt HTV3 Việt Nam vào năm 2007 đã giúp nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh giành được giải thưởng diễn viên nước ngoài xuất sắc tại Hàn Quốc do đài SBS trao tặng. Ở tuổi 67, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn trên đỉnh cao sự nghiệp, thường xuyên được các đạo diễn mời tham gia các dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Sau 5 năm không đóng phim truyền hình, thì vào năm 2020, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh tham gia một vai diễn trong bộ phim truyền hình Đừng Bắt Em Phải Quên. Trong phim, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vào vai bà Diệu là bác của thầy giáo Duy. Dù là một vai diễn phụ, nhưng bà cũng làm tốt và trọn vẹn nhân vật do chính mình khắc họa. Năm 2021, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh tiếp tục nhận thêm một bộ phim truyền hình của VFC là Hương Vị Tình Thân. Bà vào vai Cụ Dần, một người mẹ chồng điển hình của phụ nữ Việt, sắc sảo, xét nét nàng dâu, nhưng hết lòng chiều con chiều cháu. Tuy nhập vai mẹ chồng ghê gớm hay chửi mắng, thậm chí đánh con dâu trong phim, nhưng nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh lại tạo được thiện cảm từ phía khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh chia sẻ, khi tôi đọc kịch bản của bộ phim Hương Vị Tình Thân thì gần như ngay lập tức bị nhân vật bà Dần cuốn hút. Vai diễn này khó, diễn biến tâm lý của nhân vật phức tạp, song đây là một vai diễn rất đáng để hóa thân, vì thế tôi quyết định nhận vai. Đời tư, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo vào năm 1980. Nói về chuyện tình của mình với chồng, nữ diễn viên Bà Ca Ra Trận cho biết, trước khi kết hôn với ông Bảo thì bà có một tình yêu đẹp gắn bó 5 năm với một người con trai khác và họ còn tính đến chuyện ăn hỏi. Tuy nhiên vì tham vọng sự nghiệp nên người con trai ấy đã bỏ sang Mỹ, để lại lời ước hẹn dang dở với bà.
Thời gian chia tay người yêu, bà bị suy sụp tinh thần, nên lúc đó ông Bảo thường xuyên qua lại, thăm nom, chăm sóc bà, và rồi tình yêu đến lúc nào không hay. Được biết trước đó, chị gái của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã kết hôn với anh trai của ông Nguyễn Hữu Bảo, chính là đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn. Năm 1980, nữ diễn viên đến hẹn lại Lên và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo kết hôn. Sau đó, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh sinh được hai người con gái, tên là Đan Huyền và Đan Khuê. Hiện tại, sau hơn 40 năm kết hôn, vợ chồng bà vẫn sống hạnh phúc bên nhau với hai cô con gái và các cháu ngoại. Hiện tại, ở tuổi 68, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đang có một cuộc sống bình yên với chồng là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo và hai cô con gái là chị Đan Huyền và chị Đan Khuê. Được biết, sau một khoảng thời gian dài sống ở trên phố Hàng Đào, vợ chồng nghệ sĩ đã có một khoảng thời gian chuyển về phố Bát Đàn để tiện công việc chăm sóc bố mẹ vợ. Tại đây, nữ nghệ sĩ Như Quỳnh đã mở quán cà phê và trở thành nơi lui tới thường xuyên của giới nghệ sĩ. Sau đó thì bà đã đóng cửa quán cà phê và trở lại sống ở ngôi nhà trên phố Hàng Đào. Bà vẫn đóng phim đều đặn, mỗi năm 1-2 phim. Thời gian còn lại, bà nghỉ ngơi và dành thời gian bên gia đình con cháu của mình. Con cái tôi đều đã lớn cả, tôi cũng có hai cháu ngoại. Thời gian tôi đi đóng phim, có người giúp việc ở nhà dọn dẹp và lo ăn uống cho ông xã. 6 giờ 30 phút tôi có mặt ở VTV, theo xe 30 km đến trường quay. Đi đến 21 giờ 30 phút mới về đến nhà. Và có sức khỏe mới làm được phim truyền hình. Ông xã đã sống với mình mấy chục năm trời nên hiểu nghề của mình. Tôi vẫn đủ sức khỏe để đi đóng phim. Vốn dĩ tôi cũng không phải người hay ốm. Ngoài ra tôi cũng là người biết tự bảo vệ bản thân, ăn uống cẩn thận, quàng khăn giữ ấm. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh tâm sự.